Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Miền Bắc Israel mới đây đã phải hứng chịu hỏa lực tên lửa quy mô lớn từ phía Liban bắn sang. Truyền thông Liban đưa tin rằng các cuộc tấn công không phải là phản ứng trước vụ sát hại chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Fuad Souk ở Beirut. Thay vào đó, chúng được coi là một phần trong hoạt động thường xuyên của Hezbollah nhằm hỗ trợ Hamas. Hãy nhớ lại rằng, Fuad Suk, một trong những chỉ huy chủ chốt của Hezbollah vừa qua, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào miền nam Beirut. Tuy nhiên, báo chí Liban khẳng định các vụ bắn phá bằng tên lửa hiện nay không liên quan đến sự kiện nói trên. Chính quyền Israel xác nhận vụ tấn công bằng tên lửa, nhưng không nêu rõ số lượng được phóng cũng như mức độ thiệt hại gây ra. Các quan chức IDF, lực lượng phòng vệ Israel cho biết hệ thống phòng thủ Iron Dome được triển khai đã hoạt động tốt. Hiện chưa có thương vong hoặc thương tích nào được ghi nhận. Hồi đầu tháng 7, các lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận ít nhất 100 quả tên lửa đã được bắn từ Liban vào Kiryat Simona và Galilee Panhando ở miền Bắc Israel và phía bắc Cao nguyên Golan. Hệ thống phòng thủ trên không của Israel đã đánh chặn được một số quả tên lửa và hiện chưa ghi nhận thương vong sau vụ tấn công. Căng thẳng dọc biên giới Liban Israel gia tăng sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ. Tuy nhiên, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn nữa sau khi một thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại biên giới Liban. Những ngày gần đây, các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên ngày càng tăng, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực mới đây trong cuộc gặp với các sĩ quan cấp cao của quân đội Liban, nhấn mạnh lực lượng này là sự bảo đảm vững chắc cho sự thống nhất của Liban cũng như sự an toàn của người dân, thủ tướng lâm thời của Liban Najib Mikati tuyên bố chúng ta khẳng định quyền bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền và phẩm giá của mình bằng mọi phương tiện có thể. Hãng tin Arab News dẫn lời thủ tướng Mikita cho biết ông đã thông báo cho các quốc gia thân thiện rằng Liban ủng hộ hòa bình không phải chiến tranh. Beirut khẳng định tìm kiếm sự ổn định lâu dài thông qua cam kết của Israel trong việc thực hiện nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Ông Mikati cũng nêu bật tầm quan trọng của việc triển khai quân đội cùng sự hợp tác với lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liên bang để ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới được quốc tế công nhận, cho rằng điều này là rất cần thiết để đảm bảo sự ổn định và an ninh cho người dân ở phía nam đất nước. Người đứng đầu chính phủ Liên bang cũng đã có cuộc gặp đại sứ của năm quốc gia ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga, cũng như đại diện của các quốc gia ủy viên không thường trực có mặt tại quốc gia Trung Đông này gồm Algeria, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah đã lên đến đỉnh điểm khi Israel tiến hành vụ ám sát thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hezbollah Fuad Suk tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Liban cũng đã đệ đơn kiện Israel lên Hội đồng Bảo an về việc nước này xâm phạm vùng ngoại ô phía nam Beirut, nhấn mạnh rằng hành động gia tăng nguy hiểm của Israel sẽ ảnh hưởng đến một khu dân cư đông đúc vi phạm luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Cuối tháng trước, Tổng thư ký phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ đáp trả vụ ám sát ông Suk, đồng thời nêu rõ chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới trên mọi mặt trận để hỗ trợ cho Hamas ở giải Gaza vì Israel đã vượt qua ranh giới đỏ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Vedan Patel, trong một tuyên bố cho biết Mỹ muốn tránh gia tăng căng thẳng giữa Israel và Liban và Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi một giải pháp ngoại giao giữa Israel và Liban. Chúng tôi không tin rằng cuộc chiến toàn diện là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc hướng tới một giải pháp ngoại giao cho phép thường dân Israel và Liban sống trong hòa bình và an ninh chúng tôi chắc chắn muốn tránh mọi hình thức gia tăng căng thẳng và đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục tập trung sâu sắc vào giải pháp ngoại giao. Ông Khaled Mesan, người được dự đoán trở thành thủ lĩnh mới của Hamas, đã sống phần lớn cuộc đời bên ngoài các vùng lãnh thổ Palestine. Ông sinh ra tại Sinwat, gần thành phố Ramallah ở bờ Tây. Năm 15 tuổi, ông gia nhập tổ chức Anh em Hồi giáo, tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập phong trào Hamas vào cuối những năm 1980 trong cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel. Ông Mesan là giáo viên trước khi chuyển sang vận động hành lang cho Hamas từ nước ngoài trong nhiều năm. Đây cũng là quãng thời gian nhiều thủ lĩnh khác của Hamas phải trải qua tù này trong nhà tù của Israel. Kể từ khi Hamas thành lập vào năm 1987 trong cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại sự chiếm đóng bờ Tây và giải Gaza một số nhà lãnh đạo và đặc vụ của phong trào này đã từng bị ám sát. Theo hãng tin Reuters, có thông tin cho rằng ông Mesan từng bị các điệp viên mô sát tiêm thuốc độc vào người ngay trên con phố bên ngoài văn phòng tại thủ đô Amman, Jordani. Vụ ám sát nhằm vào nhân vật cấp cao chủ chốt của phong trào Palestine đã khiến quốc vương Jordani Hussein khi đó vô cùng tức giận. Thậm chí quốc vương Jordani còn tuyên bố sẽ hành quyết những kẻ ám sát và hủy bỏ Hiệp ước Hòa bình Jordani-Israel nếu thuốc giải không được giao nộp. Israel sau đó đã chấp thuận yêu cầu trên. Vụ việc này sau đó đã biến ông Mesan trở thành anh hùng của lực lượng kháng chiến Palestine. Sau khi thủ lĩnh Ahmed Yassin bị tiêu diệt trong một cuộc không kích vào tháng 3 năm 2004, người kế nhiệm ông là Abdel Aziz Al-Rantisi tại Gaza cũng bị ám sát một tháng sau đó. Kể từ đó, ông Mesan nắm quyền lãnh đạo chung của Hamas, phong trào Hồi giáo Sunni từ nơi lưu vong ở Damascus. Đến tháng 1 năm 2012, ông rời thủ đô Syria vì Tổng thống Bashar al-Assad chấn áp dữ dội những người Sunni tham gia vào cuộc nổi loạn chống lại ông. Ông Mesan lựa chọn di chuyển liên tục giữa Doha và Cairo, tiếp tục điều hành hoạt động của Hamas. Tháng 12 năm 2012, ông Mesan đã có chuyến thăm đầu tiên tới giải Gaza và có bài phát biểu chính tại cuộc meeting kỷ niệm 25 năm thành lập phong trào Hamas. Mâu thuẫn giữa ông Mesan và ban lãnh đạo Hamas có trụ sở tại Gaza đã nổi lên khi ông cố gắng thúc đẩy hòa giải với tổng thống Mahmoud Abbas, người đứng đầu chính quyền Palestine. Sau đó ông Mesan tuyên bố rằng ông muốn từ chức vì những căng thẳng này. Năm 2021, ông Mesan được bầu làm thủ lĩnh văn phòng Hamas tại cộng đồng người Palestine lưu vong. Cương vị này cho phép ông Mesan đại diện cho phong trào của người Palestine tại các cuộc họp với các chính phủ nước ngoài trên khắp thế giới mà không bị cản trở bởi các hạn chế đi lại nghiêm ngặt của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas khác. Các nguồn tin của Hamas cho biết Ông Mesan, 68 tuổi, dự kiến được chọn làm thủ lĩnh tối cao của phong trào Hamas, thay thế thủ lĩnh Hanieh, người đã bị ám sát tại Iran. Một quan chức cấp cao khác của Hamas, ông Khalil al hayya đang hoạt động tại Qatar và là người dẫn đầu phái đoàn Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp với Israel ở Gaza, cũng có thể là ứng cử viên cho vị trí này. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo thông báo chính thức, ông Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ Israel trước các mối đe dọa từ Iran và những nhóm ủy nhiệm. Tuy nhiên, trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Biden là người đề nghị gọi và cuộc gọi đã diễn ra căng thẳng. Lãnh đạo Mỹ và các trợ lý hàng đầu cực kỳ giận dữ sau các vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và thủ lĩnh Hezbollah Fuad Souk tại Beirut chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông Netanyahu thăm Nhà Trắng. Israel thừa nhận đã ám sát ông Suk, nhưng không thừa nhận và cũng không bác bỏ liên quan trong vụ còn lại. Giới chức Mỹ phẫn nộ vì ông Netanyahu không báo trước cho Tổng thống Biden về kế hoạch ám sát, sau khi tỏ ra chú ý đối với đề nghị của ông Biden về việc đạt thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza. Tổng thống Biden có nỗ lực đạt thỏa thuận tiềm tàng tại Gaza là thành tựu lớn trong di sản của ông. Các quan chức cho biết, Tổng thống Biden đã gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị đối phó Iran, nhưng cũng làm rõ rằng ông không hài lòng về chỉ thị của lãnh đạo Israel. Trong cuộc gọi, ông Biden và ông Netanyahu cũng đã thảo luận về những động thái hỗ trợ khả năng phòng thủ của Israel, chẳng hạn như khả năng chống lại tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, hay việc triển khai lực lượng phòng thủ mới của Mỹ trên lãnh thổ Israel. Nhà Trắng cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tham gia cuộc gọi. Theo Axios, các quan chức Mỹ nhận định, những đòn trả đũa từ Iran sẽ tương tự như các cuộc không kích của Tehran và lãnh thổ Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ đánh bom một khu lãnh sự quán Iran ở Syria. Tuy nhiên, quy mô lần này có thể lớn hơn. Trong một động thái liên quan, Nga lên án mạnh mẽ vụ ám sát ông Hanye, cảnh báo những hành động trên sẽ khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng và cản trở những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng Tel Aviv sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này. Ông Netanyahu nêu rõ, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản và chúng tôi sẽ đoàn kết và quyết tâm chống lại mọi mối đe dọa. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc việc tăng cường phòng thủ ở Trung Đông khi Washington chuẩn bị cho kịch bản Iran trả đũa Israel sau các vụ tấn công khiến thủ lĩnh Ismail Haniyeh của nhóm vũ trang Hamas và chỉ huy cấp cao Fuad Suk của phong trào Hezbollah thiệt mạng. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua, ông Joe Biden cho biết Washington sẽ hỗ trợ Israel phòng thủ trước các mối đe dọa, trong đó có việc triển khai lực lượng phòng thủ mới của Mỹ. Theo đài CNN, giới chức Mỹ dự báo phản ứng của Iran có thể bao gồm việc các nhóm ủy nhiệm được Tehran hậu thuẫn tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Trước đó, các lực lượng này đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tương tự trong nhiều tháng. Mỹ cũng dự đoán Iran có thể tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái như vụ hồi tháng 4. Tuy nhiên, lần tấn công sắp tới nếu diễn ra sẽ có quy mô lớn và phức tạp hơn trước. Mỹ không loại trừ khả năng Iran bắt tay với các nhóm ủy nhiệm để phát động tấn công từ nhiều hướng. Nếu Iran và các nhóm ủy nhiệm cùng đánh Israel, điều này đồng nghĩa xung đột lan rộng trên nhiều mặt trận. Song theo chuyên gia về Iran, Nega Motazavi, Trước đó, Iran đã không muốn sự căng thẳng gia tăng sau khi Israel tấn công vào tòa nhà lãnh sự quán của họ ở Syria. Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Quốc tế Washington, Mỹ nói với đại Al Jazeera, Iran đã trả đũa nhưng theo một cách giảm thiểu tác động từ cuộc tấn công của mình nhằm tránh bước gia tăng xung đột lớn. Tôi cho lần này cũng sẽ tương tự. Theo đài CNN, Mỹ hiện vẫn tin rằng không bên nào tại khu vực muốn xảy ra cuộc chiến toàn diện bao trùm Trung Đông. Dù vậy, các quan chức nước này lo ngại về nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm từ đó đe dọa dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Trong bài viết trên trang The Conversation, ông Ali Mamouri, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Deakin của Úc, nhận định vụ ám sát ông Hanieh khiến căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trong khu vực vốn đang bất ổn và ngày càng thù địch này. Tuy nhiên, việc Iran phản ứng mạnh đến đâu sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố và một cuộc chiến toàn diện không phải là điều chắc chắn. Theo chuyên gia Mamouri, chính sách đối ngoại của Iran đã áp dụng mức độ thực dụng cao, tính toán cẩn thận các hành động của quân đội và tránh bất kỳ điều gì có thể phát động một cuộc chiến tốn kém với những hệ lụy về kinh tế chính trị và an ninh tuy nhiên điều này không có nghĩa là sẽ không có phản ứng mạnh mẽ từ iran các đồng minh của tehran nhất là hezbollah có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho israel